nó đuôi anh em nhé. Cái miếng ở giữa nó không phải là cháy đâu, đó là mình để vẩy đấy, để vẩy giống như nó cháy vẩy đi, không tí lột vẩy ra ăn chứ không phải bị cháy đâu anh em nhé. Đó, mình câu biết câu rồi nhưng mà để về làm sao chế biến cho nó ngon. Đây là khúc đuôi, đây khúc đuôi nhỏ thôi mà cắt ra được tận này anh em. Ăn cá siêu khổng lồ đi, con này nhỏ thôi. Con này nhỏ đấy nhưng mà bạn là siêu khổng lồ đi, chân nó gấu chém gió này, mỡ nó xèo 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 xíu này nó chất này nhở. Thì ngon không anh em? Rồi đấy cái mặt anh em nhìn cái mặt này nó không có vẩy này. Đấy, nhìn vàng ươm này ngon chưa? Ôi, pha nước chấm. Đây có dao béo, dọc cái này sau rồi. Đây dao to, đây dao to đập. Thái nhỏ, không thái nhỏ, cà ớt. Đấy, có kỹ thuật cao đấy. Chả vui bạn ơi, anh em tôi nghe nào chả vui. Chắc là bé này được rồi nhỉ. Thịt này á, cái thịt này là cái thịt kéo thì mà nó bơi ở dưới nước em. Thôi chết rồi, quên lúc lấy ít, anh em bớt lại ít, thế là lá thịt là quên mẹ mất. Nước mới chính. Rồi ok. Quả lên chia hai bát. Anh em ơi, con cá hôm qua đây nha. Hấp bia. Đó, anh em nhìn nó có khủng long không? Đây cái khúc đuôi thì bỏ nướng rồi, còn khúc người này. Quá ngon luôn. Thêm cái này là thêm anh em nha. Tôm mua, không phải tôm bắt. Tôm mà bắt được thì ngon. Tôm lướng, cái này là tôm lướng anh em nhá. Đây là tôm lướng này. Còn bên này là tôm hấp này. Đĩa tôm lướng, đĩa tôm hấp. Bún. Đấy, ngon rồi anh em. Thích điểm gái như thế cơ. Cháu có biết đâu, thì cháu sẽ chào trêu. Thôi cháu nghĩa hỏi là em có yêu chưa thì nó không nói gì luôn. Anh hỏi có chồng chưa, nó bảo rồi người tao, yêu thì tao hỏi là có người yêu chưa thì nó không nói gì đâu. Nhớ là bình thường nhá, em có yêu chưa, em có chồng rồi, em có yêu đấy, nó lại anh hỏi cái nào nó trả lời cái đấy. Xong 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 rồi.